Sleep. Sleep. Live phải 4 tiếng rồi. Mệt phải trượt. Thôi xong rồi, Battle Ram không ăn được deck này thôi. Deck này khó ăn lắm. Zip 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 zip, good game. Good game, good game. Good game, good game, good game. Yeah, my twister link below description, come on. My twister. Xbo là phải cùng cánh, Xbo ngược cánh là thua. Xbo ngược cánh là nó giải chết to luôn. Này. Sấp này, sấp này. Không có một cái cách gì có thể giết được hai con Archer. Hai con mập lờ. Mình cũng rất ghét hai con Archer. Nhưng mà deck mình không có một con gì có thể bóc lốp được hai con này. Gì đó thì nhanh. Rồi, gót vào trụ. Gót vào trụ ới rồi. Ui. Fail, fail, fail. Oh my goodness. Oh my goodness. Wow. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ là một cái điều gì đấy thật là vãi luyện. Free win trắng. Holy shit. Top 1. Midfinger. So you need to try again. Try again. Grape Zap. Play. Grip Zap Fizzy. Ba Bất sẽ bị counter. Không, nhưng mùa này thì Ba Bất sẽ chơi luôn cả. Nó còn nhét luôn cả Fizzy vào trong Ba Bất cơ, vãi trưởng. Đến Wish Farm là còn gặp Fizzy Poison. Trưởng. Thua. Meta đúng là có thua. From Pyro. Hello. Tại sao họ lại biết là tại vì là Midfinger nó link Facebook. Nó link Facebook, hiện tại đang link Facebook, nhìn số lượng người xem là biết ngay. Thông thường ví dụ như ad link in game là ít thằng xem á. Ad link in game là chỉ là thằng top player thôi hoặc là thế thôi. Wow. Ba mất thì nói chung nó mạnh. Nhưng mà muốn bây giờ ba mất mà muốn nét gì nữa? Muốn nét cái gì nữa? Muốn nét máu hay là muốn tốc độ bắn? Rồi, đẹp the great job, được tốt. Miner móc lít, ôi không móc à? Được rồi. Miner đập nhanh quá, thả về. Móc reset chứ. Rồi. Ui, phi gì luôn. Tên này mini P.E.K.K.A bị sấp này. Miner đâu, đục nhít nhanh.
I know. Rồi. Mà luôn. À quên quên podcast rồi, một feed. Lên 10 ly thì khó chơi đấy. Đã cốp lên nó phục phục phục. Trông buồn cười vậy trường. Mota bắn reset. Ui thôi xong. Rồi. Rồi. Freeze. Chưa được. One game, one mod. One game. Come on. Gryffindor, top one, come on. Cái deck của đường cuối này mà đép Mota kinh phết nhỉ. Ui Miner, ôi mày thế, đừng. Tớ nó đi ngược. Rồi 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 Miner. GG, top 1. Đây from Việt Nam rồi. Nick củ chuối này mà đép kinh khủng nhờ Mota bết kinh khủng. Ok, một thằng lên top 1 thì một thằng sẽ phải slit tiếp. Ui Midfinger 7k1. GG. À, đúng là một Eli là mang những cái cycle chứ còn hồi máu là không có nhiều. Một Eli mà không phải là hồi máu thì cũng có nhiều. Ờ, mình quay trở lại trận đấu. Phải nói là deck của Legend phải nhét khá là tốt vì là... khá là tốt vì là Hunter, Hunter đánh cái một hit của Mauta không? Không được. Midfinger là một thanh niên đến từ Ả Rập hay là gì đấy. Nhưng mà Pusser là đến từ Nga. Pusser là đến từ Nga và đến nhiều nước khác nhau. Ở mỗi tháng thì sẽ có một thằng Pusser khác nhau. Có giáp không? Không giáp rồi. Giáp hơi chậm. Như là Psycho hơi chậm. Rồi, tập tiếp tục ram, Mota đâu? Fireball. Rồi, rồi, rồi. Dựa Wood Defense. Con Hunter nó này đép con Finn rất là tốt. Chọc đúng. Mota hút đi. Ơ, con chưa hút. Phải chưa. Miss Snip. Yeah. No. A little bit sneak. Tại vì là Midfinger không phải là sneak 100%. Tại vì là chơi một deck thì không phải là sneak được. Ooze. Hay chưa. Thực ra không phải là sneak. Tại vì nếu mà sneak là phải gọi là đổi deck nhiều. Còn sneak là thằng Anab. Kéo Pekka thực ra là và Pekka thì đã auto nó đi kiểu đấy rồi chứ không phải là pha một pha kéo gì hay lắm. Phải một phải những cái pha mà nó hay là gọi là pha của Miner P đấy, Miner kéo rồi đấy. Bossat, I don't know. Bossat này nó có hai ác ba ác rồi cơ. Chả biết là ai push. Chơi Mota biết. Xem ba must hình như là ở trong đây không có ba must. The thing hero will be meta. No, I don't think so. No. I think he will the car will cycle next cycle. One nearly. Mới trở lại cái đây 2 tháng à? Chắc là phải xem chắc là không sẽ lần chắc là lần đầu tiên xem cây của mình. This is a law from UAE.
Hawk Hill, maybe Hawk Hill, Hawk Hill Cycle. Hawk Hill hợp lý nhỉ? Hawk Cycle cộng thêm Hill nữa thay cho một con nam, thay cho một skeleton, hợp lý. Ui, no. Nhưng bên kia lại không có một cái. Rồi, GG. Nice series. Zack will is going to heal. Yeah. Okay, big finger. Đúng rồi, bạn nước ngoài kệ nó đi. Thực ra là em cũng chẳng muốn ban đâu, tại vì nếu mà ban thì mất view, nên là thôi kệ nó. Yeah, chill guys. Mình không quan trọng điều đấy, mình có ban thì mình sẽ mất view nên là thôi, mình để kệ nó thôi. Mình làm sao có thể vừa hòng vừa làm tất cả mọi người được. Ai thưởng tốt á, thưởng tốt là cái bọn nó thuê push này. Bọn nó thuê push. Top 1 ai thưởng là bọn nó thuê push đấy. 2000 đô nhá. Nhưng các bạn không biết. Deck for Legend thì ăn được các game. Tiền mặt chứ gem thì gem ai dùng gì. 2000 đô tiền mặt đấy. Cash only. Cash only nhá. Không, làm sao mình có bình thường biết leo đâu. Leo bọn này phải đánh 24/24 thì nó mới gọi là đánh. Không thì phải là có một tập đoàn snip. Chứ không á. Ừ, chứ không là đánh một vài trận là không được đâu. Đánh phải đánh cả đêm. Đấy. It will be a cycle car. Yeah, here we spell. Sunbox này hôm qua lên là 5.9 mà. Xịt sau có 8 đi. Midfinger. Maybe Fireball Cycle. Ooh, Night Phoenix. Bad Fireball. GG. Hiroshima.